Phiên tối của ngày 29 tháng 4 năm 2023, tối nay vườn lan Cường Thúy nhà em tiếp tục lên chia mã một số cái mã châu Thái em xả hàng. Em bao ship và vẫn còn chương trình quà tặng theo phân bón nhé. Địa chỉ vườn lan Cường Thúy là ngõ 941 đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định. Đấy. Ngoài châu ra nhà em nhạn đang nụ này rất là nhiều luôn nhá. Các bác mình, bác nào mà có yêu thương, có thích, đam mê thì cứ liên hệ với em qua Zalo, em sẽ chụp hình báo giá nhá, chi tiết luôn. Đấy. Hàng ngày nhà em sẽ lên 2 video, em sẽ chia sẻ cập nhật những liên tục hàng mới về. Các bác chú ý đăng ký ấn kênh, đăng ký kênh để xem, đón xem và để chọn cho mình những mặt hàng ưng ý nhá. Đấy, nhà em này hàng về gọi là bao la bát ngát bạt ngàn luôn nhá. Đấy, bạt ngàn hoa luôn các bác nhá. Tối nay đây em sẽ lên em chia mã một số cái hàng châu Thái em dọn vườn này, đập chậu này, có những cái nó còn nguyên chậu thì em để nguyên chậu về em bán, có những cái nó hỏng quá thì em đập vào chậu ra em bán nhá. Hàng châu Thái này có rất là nhiều màu, đỏ sắc pháo, cánh sen, cam lửa, vàng trắng, đốm, bò sữa. Đấy. Rất là nhiều màu hoa và hoa nó nở vào đúng Tết nha các bác nhá. Hương thơm thì cực kỳ là quyến rũ rồi. Cái này thì em không phải giới thiệu nhiều, các bác chơi là đam mê là các bác biết rất là rõ hoa châu Thái rồi. Đấy. Cái hàng này thì nó cũng dễ chăm sóc thôi, em hướng dẫn qua các bác. Khi các bác nhận hàng thì bao giờ em cũng để cắt nước, em để đi xa. Khi các bác nhận hàng thì nó sẽ hơi héo một chút. Các bác để ra ngoài cho em vài tiếng thì các bác phun nhẹ nước. Sang đến ngày hôm sau thì em sẽ có một cái chương trình quà tặng này. Các bác hòa cho em cái Atonic này ra. Trong đây nó có hướng dẫn rồi. Và các bác ngâm cho em nửa tiếng, cắt hết cho em cái rễ khô đi, ngâm cho em nửa tiếng. Xong các bác treo ngược lên. Hàng ngày các bác tưới bình thường cũng được. Hoặc các bác nào cấy luôn, mình cấy luôn cũng được nhá. Trồng cấy luôn cũng được. Đấy. Nếu bác nào có điều kiện thì mình em mua thêm cho em một nọ B1 Thái này. Hàng B1 Thái xịn nhá. 30.000. Cái hàng này là em không tặng, em bán 30.000 một nọ nhá. Đấy. Còn cái hàng châu Thái này em bán hàng này, em bán theo mã, em bao ship và em sẽ tặng quà nhá. Tặng quà là một gói Atonic này. Đấy. Em đánh mã K70 gồm có 7 chậu, 290.000, hàng này hàng chậu nhá. Và các bác ơi, hàng này tất cả là cây đấy này. Em cho các bác đo tình trạng cây nhá. Đấy, cây nó cũng nói chung là to hay bé là to do con mắt tùy từng người thôi. Em cứ đo bàn tay vào đây cho các bác này. Đấy, cây nó tình trạng nó sẽ có bỏ lá và thi thoảng nó sẽ lỗi nhá. Thì em mới thanh lý. Hai cây này, ba cây này, bốn cây này, năm này, sáu này, 7 này, một đống ngủ đồ to tướng có 290.000 bao ship. Mã K71, 11 cây 290.000. Đây, các bác ơi, khỏi phải nhìn luôn này. Giá rẻ hơn cả hàng cân nhá. Rẻ hơn cả hàng gọi là vứt đi luôn. Nhà em bán rẻ lắm, tại vì là thôi thì nó cũng dọn vườn đi. Đấy, 11 cây, 11 chậu nhá. Dễ em cắt xẻ sạch sẽ rồi, 11 chậu 290.000. Mã K72, 7 chậu 290.000 này. Một đống lù lù nhá. Một này, xếp mít. Hai này. Nói chung là mã nào cũng có cây xếp mít hết. Ba này, em chia đều. Bốn này, năm này, sáu, bảy này. Ít chậu thì cây nó sẽ to hoặc là đẹp hơn. Nhiều chậu thì cây nó sẽ nhỏ hơn. Và một mã hàng rời này, K73, 6 cây 250.000. Bao ship tặng quà. Một này, hai này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 chậu nhá. Đấy, 6 cái cây này em giờ em đập chậu to ra rồi, còn chậu nhỏ này. Tiếp tục em lên một mã mít nhỏ hàng rời K74, 9 cây 250.000. Đây các bác nhìn này. Đấy, sơ gì cây nó nhỏ nhỏ xinh xinh nhá. 9 cây 250.000 nhiều màu. K75 này, 10 cây 250.000. Trong nó có cả mít cả xếp nhá. Mã nào cũng có mít xếp hết chứ không có mã nào nó có mít hơn. Không đâu các bác ạ. Đấy.
Mít xếp. Mã K 76, 6 cây 250.000. 6 cây mít này. Đấy, bác các bác gì này? 2 này, 3 này, 4 này, 5, 6, 6 cây 250. Mã K 77, 9 cây, nhỏ nhỏ xinh xinh 250.000. Ok. Đây, em tiếp tục em lên một số hàng thuần đây. Em có một cái bảng hoàng phi hạc mắt đỏ nhá. Hàng đang nụ này và các bác này. Đấy, đang nụ chi chít. Thân mập như ngón tay em nhá. Đây các bác nhìn ngón tay em này, nó còn mập hơn ngón tay em này. Mập non đang lên, đang nụ và đang có mầm non lên nhá. Em cho các bác xem qua mặt hoa này. Hoàng phi hạc mắt đỏ nhá. Đấy. Hàng này trước là em bán 130.000 một bảng, nhưng hôm nay còn một ít em sẽ thanh lý nhá. Đây các bác nhìn này, hoa cực kỳ là thơm luôn. Tuyệt phẩm luôn ấy. Đấy. Hôm nay em sẽ thanh lý này. 100k một bảng. Và em đi đơn từ 3 bảng trở lên. Đây các bác nhìn nụ này. Đấy. Đây em cho các bác xem, ví dụ các bác mua 3 bảng như thế này. Em sẽ tính giá cho các bác là 300.000. Tay em cầm nó hơi bị cháy tay. Đây, thân to mập nhá. Và cái hàng thân này là nó cũng thuộc dạng hàng thân thòng. Thì cái gốc nó bao giờ nó cũng hơi gập xuống một tí, nhưng hoa nó vẫn dài bình thường nhá. Tại vì lúc nó lên ấy, nên là mình ấy mình lái thẳng nó lên được. Thế nhưng mà nhà vườn họ trồng nhiều quá và thân nó to mập thì nó sẽ gập xuống. Nhưng mà hoa nó vẫn ra nha các bác nhá. 300.000 ba bảng và em không bao ship. Em đi đơn từ 3 bảng trở lên nhá. Các bác nghe rõ hộ em nhá. Em không bao ship nhá. Các bác lấy 3 bảng thì 330.000 cả ship. Trường hợp các bác ghép đơn thì em mới đi đơn được 1 hoặc 2 bảng. Còn là em bán combo là 3 bảng nha các bác nhá. Em còn ít thôi.